Chúng ta xem hàng sau cùng. Trong kinh này gọi là nhìn thấu suốt. Đặc biệt chú ý hai chữ này. Nhìn thấu suốt chuyện quá khứ hiện tại và vị lai khắp mười phương, tức có thể thấy việc trong vô lượng thế giới. Có thể thấy thần thông của người ở thế giới cực lạc. Đây là nói người ở thế giới cực lạc, những người giáng sanh đến thế giới cực lạc, bao gồm cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giáng sanh. Họ được bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Bổn nguyện chính là nguyện mà ở đây nói. Thần thông của họ thật là thần thông của Phật Bồ Tát. Câu này ngôn từ rất khẳng định. Thực tế mà nói là thần thông của chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát. Phật A-di-đà giá trị là thật, không phải giả. Quý vị xem quá tuyệt. Nếu chúng ta xa lìa Phật A-di-đà, dựa vào mình mà muốn tu đến cảnh giới này, quả thật không đơn giản. Đặt ngay trước mắt chúng ta là một pháp môn như vậy, đúng là đơn giản nhất, ổn định nhất. Nhanh chóng nhất, cứu cánh nhất và viên mãn nhất. Chúng ta có thể bỏ lỡ chăng? Đây là khôi phục bản năng của chúng ta, năng lực vốn có trong tự tánh mà nói. Chúng ta cũng đem nhân duyên trong đời này nắm bắt nhân duyên, đừng dễ dàng bỏ qua. Đời này chắc chắn thành công. Chắc chắn thành công không có gì khác ngoài chuyên niệm Phật A-di-đà. Ngoài ra thì sao? Ngoài ra đều buông bỏ hết. Hãy nhớ một câu trong Kinh Kim Cang: pháp còn phải xả, huống là không phải pháp. Pháp đó là tất cả pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng trong suốt 49 năm. Pháp đó đều phải xả, huống gì là những pháp của thế gian. Quý vị còn lưu luyến nó chăng? Lưu luyện nó sẽ biến thành chướng ngại giảng sanh tịnh độ. Ở thế gian này, chúng ta chuyên tu pháp môn tịnh độ nhất định phải thành công. Chúng ta cũng giúp chúng sanh có nhân duyên, giúp chúng sanh có duyên phải biết cách tùy duyên mà không phan duyên. Điều này rất quan trọng. Phan duyên là có tâm muốn làm sai, vô tâm người khác tìm đến, thì không có chướng ngại gì cho mình, cũng có lợi ích cho người khác. Mình và người đều lợi. Vấn đề này có thể làm. Nếu điều này có lợi ích cho họ, không có lợi ích với mình, phải suy xét. Vì sao vậy? Vì nếu ta là Bồ Tát thì không sao. Còn như ta không phải Bồ Tát thật sự, điều này chướng ngại ta giảng sanh, như vậy không phải ta đã đánh mất cơ hội rồi sao? Quá đáng tiếc. Đây không phải keo kiệt, không phải làm việc theo cảm tính. Vì sao vậy? Vì giảng sanh đến thế giới cực lạc, rồi giúp những chúng sanh khổ nạn đó, như vậy sẽ dễ hơn. Bản thân chắc chắn chứng tam bất thối,
Dị bất thoái, hành bất thoái, niệm bất thoái, ta là Pháp Thân Bồ Tát. Đến thế giới Cực Lạc, tuy không phải là Pháp Thân Bồ Tát, nhưng được 48 nguyện của Phật A-di-đà gia trị, chúng ta và Pháp Thân Bồ Tát không có gì khác. Ta có thể trở lại thế giới này phổ độ chúng sanh. Hoàn toàn không có chướng ngại. Đây giống như giúp người khác rơi xuống nước sắp chết đuối, lập tức xuống nước cứu họ, nhưng ta không biết bơi, uổng phí một tánh mạng. Trước tiên phải học bơi, khi đó nhìn thấy người rơi xuống nước, ta mới có thể xuống cứu họ. Chúng ta đến thế giới Cực Lạc học được bản lĩnh. Cho nên điều này nhất định phải có trí tuệ để chọn lựa, tuyệt đối không được làm việc theo cảm tính.